Chào các bạn, hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một cái bánh rất là ngon trong cà phê Highland mà các bạn nên thử. Đó chính là bánh cheesecake. Thì mình cũng dự định là mình làm cái bánh này ở nhà cho các bạn xem là cái cách làm như thế nào. Tại vì bánh này làm khá dễ mà ăn thì cũng rất là ngon, nhìn thì rất là đẹp mắt. Nhưng mình cũng chưa có thời gian mình làm nữa. Thì hy vọng trong tuần tới thì mình sẽ làm cái bánh này cho các bạn xem ha. Thì bánh này á, nó có là cái phần phô mai ở cái phần nhân nó, bên dưới thì nó có một cái lớp bánh ăn rất là xốp và ngon. Và hôm nay thì mình cũng có mua rất là nhiều đồ, mua vải nè để về mình làm cái vải ngâm. Cái này là mình mua 1 ký nè, mua trong siêu thị. Táo ha, táo đỏ để làm nước uống, rồi nước cốt dừa để nấu canh, một món canh rất là ngon, và sữa đặc. Hình như đang mùa vải hay sao đó các bạn, mình mua 1 ký này nó cũng rẻ lắm. Ngoài ra thì mình có mua thêm chanh đào. Chanh đào thì mình cũng mua 1 ký luôn. Chanh đào này về mình làm cái chanh đào mật ong, cũng như là một số cái nước uống rất là ngon từ chanh đào. Bí đỏ nè, về mình nấu canh ha. Và cái này là cái cải để về mình làm cái cải muối chua đó. Thì hôm nay đi siêu thị là mua những cái thứ như thế này để về làm cho các bạn xem. Nếu như các bạn thích xem những cái video về nấu ăn, về ẩm thực của mình thì hãy đăng ký cái kênh của mình để khi mình ra mắt những cái video mới thì các bạn sẽ nhận được một cái thông báo ha. Các bạn click vào cái thông báo đó để các bạn xem những cái video mới ra mắt của mình. Ok, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha.